Trong phần trước, Tiêu Viêm dưới trạng thái tốt nhất, sắp sửa luyện chế thành công nhị văn thanh linh đan. Vậy nhưng lại bị Viêm Lợi trong lúc luyện dược phát tán độc tố làm ảnh hưởng, lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn thấy phụ thân trên khán đài tràn ngập lòng tin với mình, Tiêu Viêm rơi vào hồi ức. Trong hồi ức, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được kỳ vọng của Dược Lão và phụ thân đối với mình. Nội tâm Tiêu Viêm thực sự trưởng thành, lần nữa đứng lên, tin tưởng hắn lần này sẽ không làm mọi người thất vọng. Trở lại với nội dung chính, trước khi Tiêu Viêm sử dụng con linh lãnh hỏa, Pháp Mã hội trưởng đã cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao hỏa diễm trong lò của mọi người đều sao động không yên? Thậm chí đây còn là một loại hàn khí, rất nhanh ánh mắt liền chuyển qua Hải Ba Đồng bên cạnh. Hải Ba Đồng đành phải giải thích, nếu lão thực sự qua mặt được mọi người, khuếch tán hàn khí xuống toàn bộ quảng trường, vậy thì sớm đã trở thành cường giả đấu tông rồi. Rất nhanh Tiêu Viêm cũng sử dụng ra con linh lãnh hỏa. Ngay khi nó vừa xuất hiện, xung quanh quảng trường hình thành lốc xoáy, biểu hiện hoàn toàn nổi bật hơn tất cả các thí sinh khác, thậm chí làm cho những thí sinh cùng khán giả đều tập trung ánh nhìn. Pháp Mã lập tức nhận ra luồng hỏa diễm vừa rồi là dị hỏa, lão không ngờ Tiêu Viêm lại có loại dị hỏa thứ hai. Viêm Lợi cũng biết điều này, rõ ràng là băng lãnh, nhưng dưới dò xét của linh hồn lực lại là nóng tới kinh khủng. Có thể nói rằng hành động vừa rồi đã bức Viêm Lợi tới đường cùng, không còn cách nào khác, hắn đành phải hút lấy linh hồn trong các khôi lỗi nhằm nâng cao thực lực, dù thế nào cũng không thể thất bại được. Nếu thực sự thất bại, vậy thì bước tiếp theo mà hắn phải làm đó chính là đi gặp Diêm Vương. Ngay khi hấp thu, thực lực của Viêm Lợi liền bộc phát dữ dội. Khí tức điên cuồng tỏa ra đánh cho Yêu Nguyệt công chúa cùng Liễu Linh ngu người. Ngay cả Tiêu Viêm cũng không tránh khỏi một phen bị tấn công dữ dội. Tiêu Viêm lúc này vẫn đang trong quá trình chuyển đổi hỏa diễm nên không thể phân tâm được. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra, đan lô của hắn xuất hiện vết nứt. Điều này gây chú ý cho những người khác, Pháp Mã, Liễu Linh cùng tất cả mọi người. Tiêu Viêm cũng bị giật mình, trải qua 3 lần chuyển đổi 3 loại hỏa diễm, cái dược đỉnh này đã đạt tới cực hạn. Vết nứt càng ngày càng lan rộng ra, Pháp Mã không thể ngồi yên được nữa. Rất nhanh sau đó, đàn lô cũng bùng một cái, mọi thứ xung quanh hoàn toàn trở nên trắng xóa. Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, lô đỉnh hiện tại Tiêu Viêm đang dùng chính là đồ vật mà Dược Lão tặng cho hắn. Không ngờ sau khi nhìn thấy lô đỉnh này, bản thân Tiêu Viêm cũng phải thốt lên chê bai, thoạt nhìn đúng là dởm quá rồi. Nghe vậy, Dược Lão lập tức gõ đầu tên tiểu tử không biết xấu hổ này. Đối với luyện dược sư mà nói, tu vi của bản thân mới là quan trọng nhất. Phải biết rằng có người có thể đạt tới cảnh giới luyện đan không cần lô đỉnh. Lão tin rằng thiên phú của Tiêu Viêm hoàn toàn có thể làm được. Trở lại với cuộc so tài, việc lô đỉnh của Tiêu Viêm bị nổ hiển nhiên là đả kích rất lớn. Liễu Linh, Yêu Nguyệt công chúa cùng những thí sinh khác đã bị khí tức bạo phát của Viêm Lợi làm gián đoạn luyện đan. Bài thi của họ coi như là bị hủy rồi. Việc của bọn họ hiện giờ là cố gắng không bị luồng khí tức màu tím đen đó đánh cho gục ngã mà thôi. Tất cả thiên thời địa lợi đều có vẻ nhường nhường về phía Viêm Lợi. Hắn đắc chí lớn tiếng, dược đỉnh cũng đã nổ rồi, xem Tiêu Viêm lấy gì để đấu nữa. Chưa dừng ở đó, hắn còn quay sang khiêu khích Pháp Mã hội trưởng. Nếu Tiêu Viêm đã thất bại, vậy thì mau tuyên bố thành tích của đại hội đi. Nghe vậy, Gia Hình Thiền tức giận không chịu được nữa. Tình huống này đã vượt quá phạm vi lão có thể khoan nhượng rồi. Lão trách móc Pháp Mã vài câu rồi lập tức xuất thủ đối với Viêm Lợi. Tuy nhiên Hải Ba Đồng lại ngăn cản đòn công kích đó. Trước giờ lão vẫn rất tin tưởng vào Tiêu Viêm, lần này cũng vậy, cho nên không cần nóng vội. Về phần Tiêu Viêm, hắn vẫn dáng vẻ cũ. Điều này cũng có nghĩa rằng Tiêu Viêm vẫn chưa thua cuộc và đúng như vậy. Tuy lô đỉnh đã bị nổ, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản được hắn. Nhờ khả năng khống hỏa của mình, hắn tự mình huyễn hóa ra một lò đan khác. Đây chính là trạng thái không đỉnh luyện đan. Mọi việc cuối cùng cũng không còn gì đáng ngại. Đan dược bên trong vẫn như cũ, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tiêu Viêm lập tức bắt tay luyện đan, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Đúng lúc đang tập trung luyện chế thì Tiêu Viêm bất ngờ bị công kích. Tất nhiên đòn công kích này vừa rồi là do Viêm Lợi gây nên. Hắn nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa thất bại nên liền sử dụng toàn bộ công lực của mình. Lần này uy lực phát ra còn khủng khiếp hơn nữa, ngay cả khán giả trên đài cũng bị luồng sức mạnh từ Viêm Lợi làm cho nghiêng người. Xung quanh sân thi đấu đều bị bao phủ bởi lốc xoáy, những người khác đều liên tục bị công kích. Tiêu Viêm cũng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mọi cố gắng vừa qua đều sẽ đổ sông đổ bể. Tưởng rằng lần này nguy to rồi, nhưng vẫn chưa, ngay khi một tia khí tức đánh tới Tiêu Viêm, Liễu Linh liền không tiếc thân mình đứng ra ngăn cản. Rất nhanh, Yêu Nguyệt công chúa cùng các thí sinh khác cũng nhập cuộc. Mỗi người một hướng bao lấy Tiêu Viêm, tất cả cùng nhau thả ra linh hồn lực lượng. Hiện tại Tiêu Viêm chính là niềm hy vọng duy nhất của Sa Mã Đế Quốc. Nếu hắn cũng bị loại, uy danh của Sa Mã Đế Quốc không chỉ bị đối phương tát một cú vào mặt, thậm chí luyện dược sư công hội cũng bị đả kích rất lớn.
Dù bản thân họ không giành được quán quân, nhưng hành động này đã giúp họ lấy được vinh quang cho đế quốc, cho bản thân họ. Mặc kệ đối phương không ngừng công kích, khiến họ càng lúc càng bị đánh lùi về sau, nhưng bọn họ vẫn không bỏ cuộc. Tiểu Viêm cũng vậy, lúc này không khí đã căng thẳng cực độ. Những khán giả quan sát trận tỉ thí dường như không dám thở dốc, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Cũng chẳng biết tên gia hỏa nào mở miệng hô to cổ vũ đầu tiên, điều này khiến cả đám cũng đứng dậy hưởng ứng. Ngay cả Mộc Chiến cùng các lão gia hỏa của các phân hội khác cũng không chịu ngồi yên. Tới đây thì Gia Hình Thiên cũng được tha lòng. Lão không ngờ rằng Tiêu Viêm lại có năng lực lớn như vậy, bản thân hắn đã kích phát cảm giác vinh quang trong mỗi người. Pháp Mã lập tức gật đầu, đây chính là ý nghĩa chân chính khi tổ chức đại hội luyện dược sư. Sau một hồi giằng co, quá trình luyện chế của Viêm Lợi đã hoàn thành. Đây chính là tử tâm phá trúng đan. Tuy là tứ phẩm đan dược, nhưng lại có thể so sánh với ngũ phẩm bình thường. Về phần Tiêu Viêm, hắn cuối cùng cũng hoàn thành xong đan văn thứ 3. Tuy tứ phẩm đan dược chưa xuất hiện đan lôi, nhưng động tĩnh mà nó gây ra không hề nhỏ chút nào. Sân thi đấu lúc này cơ hồ bị hai cột lốc xoáy khí tức màu đỏ và trắng bao phủ, cả hai đối chọi gay gắt. Rất nhanh mọi thứ dần dần trở lại yên bình, ai nấy đều tập trung nhìn về phía trung tâm. Hiển nhiên là họ cũng rất háo hức với kết quả lần này. Người đầu tiên lên tiếng là Viêm Lợi, hắn vẫn như cũ bộ dạng tự tin giành lấy quán quân. Nhìn vào đan dược trên tay hắn, bất cứ ai cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng mà Viêm Lợi chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Tiêu Viêm đã lên tiếng cắt ngang. Cánh tay của Tiêu Viêm giơ lên cao. Đan dược trong tay tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là cao cấp hơn tử tâm phá trứng đan rồi. Nhìn thấy tam văn thanh linh đan kia, Viêm Lợi không tự chủ được ngã xuống đất. Hắn không thể tin được vào mắt mình. Luyện dược sư độ tuổi này sao có thể luyện chế được đan dược cấp bậc đó? Tam văn thanh linh đan có thể so sánh với ngũ phẩm đan dược đỉnh phòng. Kết quả thắng thua đã rõ. Khán giả trên khán đài họ reo vui sướng, họ không tự chủ được mà lao xuống. Ngay cả Pháp Mã cũng phải gật gù khen ngợi. Thủ pháp luyện đan của Tiêu Viêm đã khiến lão được mở mang tầm mắt. Gia Hình Thiên mỉm cười tán dương, còn Hai Ba Đồng thì vẫn trầm tĩnh lạnh lùng bòi. Bản thân lão đã chứng kiến được quá nhiều kỳ tích của Tiêu Viêm nên cũng không lấy làm lạ nữa. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng gật đầu không ngớt, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy nàng ta không biết thành tựu sau này của Tiêu Viêm sẽ như thế nào, nhưng ở độ tuổi này đã có được thực lực như vậy, chuyện này cho dù là Cổ Hà năm đó cũng không làm được. Nàng vẫn hy vọng hắn gia nhập vào Vân Lam Tông, nếu như vậy thì thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua Cổ Hà. Tuy nhiên trước giờ Tiêu Viêm đều lành tráng nàng, bản thân nàng cũng đang thắc mắc chuyện này. Trái ngược với không khí vui vẻ đó, Viêm Lợi lại hoảng hốt cực độ. Hắn cố gắng len lỏi bên trong đám đông để rời đi. Gia Hình Thiên bóp nắm tay kêu rằng rắc, lão đã nhịn quá lâu rồi. Nói rồi Gia Hình Thiên cùng Hai Ba Đồng lập tức đuổi theo Viêm Lợi. Tiểu Viêm liên tục được mọi người tung hô, dù đã được vinh quang nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn chú ý tới phụ thân của mình. Tiêu Chiến không tới chào hỏi cũng như chúc mừng mà chỉ lặng lẽ rời đi. Kết quả ngày hôm nay đã vượt qua tưởng tượng của lão rồi. Lão không muốn ở lại làm vướng bận Tiểu Viêm nên chọn cách rời đi. Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt đi tới chúc mừng. Lúc này Liễu Linh cũng được mở mang tầm mắt. Tuy hắn coi Tiểu Viêm là địch thủ, nhưng mà hắn lại không hy vọng uy danh của đế quốc bị rơi vào thế lực khác. Lần này hắn tâm phục khẩu phục, cho nên chỉ có thể hẹn lần sau tái đấu. Yêu Nguyệt công chúa cũng có suy nghĩ như vậy. Cuối cùng thời gian thi đấu cũng đã hết, Pháp Mã đứng ra tuyên bố kết quả. Vô số pháo hoa được bắn lên chúc mừng quán quân của đại hội. Trải qua màn luyện dược vừa rồi, Tiểu Viêm do sử dụng quá sức nên dần dần ngất đi. Về phần Viêm Lợi, hắn hốt hoảng chạy ra khỏi thành. Chỉ cần rời khỏi Gia Mã Đế Quốc thì sẽ có hy vọng sống. Vừa mới dứt lời thì Gia Hình Thiên cùng Hai Ba Đồng đã đuổi tới. Đứng trước sự uy hiếp đó, Viêm Lợi cầu xin tha mạng bằng cách đem bí mật của Hoàng Thất cùng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc ra trao đổi. Vừa nói xong thỏa thuận thì Hai Ba Đồng đã tiễn hắn về với đất mẹ. Pháp Mã tỏ ra đáng tiếc. Nếu có thể thu thập được tin tức quan trọng của Xuất Vân Đế Quốc thì tốt biết bao. Hai Ba Đồng không nghĩ vậy, hợp tác với một kẻ không ngần ngại phản bội quốc gia của mình không đáng để tín nhiệm. Tiểu Viêm đã được đưa về nghỉ ngơi, hắn vẫn một mực hôn mê. Năng lực của hắn vừa thể hiện khiến cho Áo Thác Đại Sư cùng Phân Làn Khắc Đại Sư phải bái phục. Lần này thành công mỹ mãn, công hội của bọn họ cũng vì thế nhận được nhiều tài nguyên hơn vào năm sau. Trong cơn mê sảng, ý thức hắn xuất hiện tại nơi Dược Lão ngủ say. Hắn thực sự rất nhớ Dược Lão, hiện tại đã lấy được dược phương của Dung Linh Đan. Việc quan trọng tiếp theo là luyện chế nữa mà thôi. Tới lúc đó, hắn có thể đưa Dược Lão trở lại rồi. Tiêu Viêm nắm chặt tay, ý chí kiên quyết. Tới đây thì tập phim kết thúc. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!
Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!